Nước cam giàu vitamin giúp tăng cường đề kháng cho cơ thể, nên nhiều người nghĩ rằng đây là loại nước uống tốt cho sức khỏe và có thể uống chung với thuốc. Tuy nhiên, một số loại thuốc có thể tương tác với nước cam, ảnh hưởng tiêu cực đến tác dụng của thuốc, cũng như làm tăng nguy cơ xảy ra phản ứng phụ. Nước cam ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc theo hai cơ chế sau. Trong nước cam chứa axit, có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của các thuốc. Một khi mất cấu trúc hóa học đặc thù, thì thuốc bị mất đi tác dụng. Ngoài ra, tính axit trong nước cam ảnh hưởng tới tác dụng của các thuốc điều trị dạ dày. Nước cam cũng có thể can thiệp vào khâu hấp thu thuốc, cụ thể là làm giảm nồng độ thuốc trong máu, giảm hấp thu từ ruột. Lý do là vì nước cam chứa một chất tương tự như narizin. Chất này làm bất hoạt hai men vận chuyển thuốc là OATM1A2 và CYP3A4. Không có hai men hoạt hóa này, thuốc khó lòng mà hấp thu đầy đủ. Theo tham vấn từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt-Nga, Bộ Quốc phòng, dưới đây là 5 loại thuốc không nên uống chung với nước cam, người bệnh cần lưu ý. Thứ nhất, thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn. Không nên uống thuốc kháng sinh chung với nước cam. Nguyên nhân là do trong nước cam chứa axit nên có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc hóa học của thuốc, khiến thuốc kháng sinh sẽ không còn tác dụng diệt khuẩn. Bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn kéo dài. Kháng sinh nhóm beta-lactam được dùng khá phổ biến trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, da mô mềm, cơ, xương, sinh dục. Loại kháng sinh này có thể bị phân hủy khi uống chung với nước cam. Kháng sinh ciprofloxacin thường dùng điều trị nhiễm trùng tiêu hóa và tiết niệu sinh dục. Hoặc kháng sinh erythromycin cũng không nên uống cùng nước cam. Thứ hai, thuốc chẹm beta huyết áp. Các thuốc chẹm beta giao cảm có tác dụng làm giảm nhịp tim và hạ huyết áp như propranolol, atenolol, metoprolol. Khi dùng chung hoặc gần với thời điểm uống nước cam, có thể làm giảm nồng độ thuốc trong máu, khiến thuốc không đạt được nồng độ hiệu dụng. Vì vậy, người bệnh không nên uống thuốc chẹm beta chung với nước cam. Thứ ba, thuốc giảm ho dextromethorphan. Sử dụng nước cam với thuốc giảm ho dextromethorphan có thể làm tăng nguy cơ bị phản ứng phụ, khiến người bệnh gặp ảo giác và buồn ngủ. Ảnh hưởng của các loại trái cây họ cam quýt với thuốc dextromethorphan có thể kéo dài trong một ngày hoặc lâu hơn. Vì vậy, tốt nhất bệnh nhân không nên ăn chúng khi đang sử dụng dextromethorphan. Thứ tư, thuốc chống dị ứng. Một số thuốc chống dị ứng như fesofenadin, loại thuốc giúp làm giảm các triệu chứng ngứa, nổi ban, viêm mũi dị ứng, có thể xảy ra tương tác nếu bệnh nhân uống chung với nước cam. Nước cam làm giảm 20-30% nồng độ của thuốc trong máu, dẫn tới việc không đạt hiệu quả điều trị như mong muốn. Thứ năm, các thuốc tác động đến dạ dày. Nước cam cũng có thể gây ảnh hưởng tới tác dụng của các thuốc điều trị viêm loét dạ dày. Thuốc trị viêm loét dạ dày là những thuốc có khả năng ức chế sự bài tiết của axit HCL hoặc thuốc có tính bazơ nhẹ, giúp giảm nồng độ hoặc trung hòa axit trong dạ dày, nâng độ pH lên, nhờ vậy giúp giảm các triệu chứng bệnh. Trong khi đó, nước cam lại chứa nhiều vitamin C, nhiều axit citric, làm tăng nồng độ axit trong dạ dày. Do đó, dùng nước cam đã vô tình ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc trị viêm loét dạ dày. Nếu như đang dùng các loại thuốc gây kích ứng dạ dày như thuốc chống viêm NSAID hoặc corticoid, thì uống nước cam sẽ làm nặng hơn tình trạng khó chịu ở dạ dày và tá tràng. Để tránh những tương tác bất lợi trên, người bệnh cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng thuốc. Hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ để biết loại thuốc đó có tương tác với nước cam hay không. Đọc hướng dẫn sử dụng thuốc để tìm hiểu xem nước cam có ảnh hưởng đến loại thuốc đó hay không. Nếu loại thuốc đó có thể xảy ra tương tác với nước cam, hãy đảm bảo tránh tiêu thụ nước cam khi uống thuốc, bao gồm ăn quả, mứt hoặc nước trái cây. Nước cam là loại đồ uống được nhiều người yêu thích vì vị ngon và dễ uống. Nước cam chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, trong đó nổi bật nhất là cung cấp vitamin C cho cơ thể. Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng có phải ai cũng uống được nước cam hàng ngày? Theo bác sĩ Vũ Đại Dương, chuyên khoa dinh dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội, nước cam mang đến rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Uống nước cam cung cấp cho cơ thể một lượng lớn folate và vitamin, một loại vitamin tan trong nước, không được tạo ra hoặc lưu trữ trong cơ thể.
Cả hai loại vitamin này đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống miễn dịch và có hiệu quả trong việc chống lại cảm lạnh thông thường. Giảm thiểu rủi ro dị tật bẩm sinh. Chất folate trong nước cam hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Chính vì vậy, các bác sĩ thường khuyến cáo phụ nữ mang thai bổ sung 400 microgram folate hoặc acid folic mỗi ngày để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh. Giảm nguy cơ sỏi thận. Nước cam được biết đến là làm tăng độ pH của nước tiểu, tăng tính kiềm. Nghiên cứu cho thấy, pH nước tiểu càng kiềm thì khả năng hình thành sỏi thận càng thấp. Hơn nữa, có một lượng lớn kali citrate trong nước cam khi liên kết với canxi sẽ tạo ra một số điều kiện nhất định khiến sỏi thận khó phát triển. Có tác dụng hạ huyết áp. Bác sĩ Vũ Đại Dương cũng cho biết, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước cam trong thời gian dài giúp giảm nồng độ lipoprotein mật độ thấp hay cholesterol xấu và có tác động tích cực đến mức lipoprotein mật độ cao hay cholesterol tốt. Ngoài ra, uống nước cam còn có khả năng làm giảm huyết áp tâm trường. Nước cam có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải có tác dụng tốt cho tất cả mọi người và ai uống bao nhiêu cũng được. Người bệnh đái tháo đường không nên uống nước cam hàng ngày. Mặc dù các chuyên gia đều khuyến khích người mắc bệnh đái tháo đường nên ăn trái cây họ cam quýt, nhưng nước cam có chứa đường, lại thiếu chất xơ, chất cần thiết cho việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Vì vậy, nếu uống nước cam hàng ngày có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Người bệnh nên ăn cả muối sẽ tốt hơn là uống nước, vì như vậy sẽ làm tăng lượng chất xơ cho cơ thể. Và do nhiều đường nên chỉ uống 1-2 cốc nước cam một tuần, chứ không nên uống thường xuyên hay hàng ngày. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên hạn chế uống nước cam. Gan nhiễm mỡ là một trong những vấn đề phổ biến nhất hiện nay. Nếu không được điều trị kịp thời, lâu dần sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Bệnh viện E, cam là loại quả cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ. Nhưng cam cũng là loại trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao. Vì vậy, những người có yếu tố nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nên hạn chế uống nước cam. Thay vào đó nên ăn cam và quýt nguyên múi. Vì việc tiêu thụ nhiều đường fructose làm tăng sự phát triển của tình trạng bệnh. Không sử dụng nước ép cam đóng chai sẵn vì những sản phẩm này có thể chứa nhiều đường, không cung cấp nhiều vitamin vốn có trong nước cam và ít chất xơ. Người bị trào ngược dạ dày cần hạn chế uống nước cam. Người bị trào ngược dạ dày không nên uống nước cam thường xuyên vì cam có tính axit, có thể dẫn đến kích ứng dạ dày. Nếu uống nước cam mỗi ngày, có thể bị ợ chua khó chịu, nghiêm trọng, có thể dẫn đến nôn mửa. Vì vậy, những người này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn cam. Người mắc bệnh thận. Trong một quả cam, 184g có 333mg kali, 1 ly nước cam 240ml có 473mg kali. Những thực phẩm có chứa quá nhiều kali có thể gây ra tình trạng tăng kali máu. Do hàm lượng kali trong cam, có thể cần phải tránh hoặc hạn chế cam và nước cam trong chế độ ăn kiêng dành cho người bệnh thận để đảm bảo sức khỏe.